Uh, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của Thiên Vũ uh, Thì bây giờ clip này uh, thì mình sẽ chia sẻ sơ uh, uh, một số dòng micro uh, có dây chính hãng của xua sure nha mọi người ha xua uh, và sure, đây xua sure chính hãng nha, không phải là hàng fake hay là bất kỳ hàng gì đâu uh, Đây là chính hãng 100% uh, cho mọi người xem Thì hôm nay Thiên Vũ sẽ uh, giữ nguyên góc độ này Uh, thiên vũ sẽ chia sẻ cho mọi người biết ba cái tay mít phổ biến mà thiên vũ đang vẫn bán cho khách hàng nhiều và giá không hề cao và nó mất ở độ uh, tương đối thôi nhưng mà nó rất là dễ tiếp cận với người tiêu dùng luôn mà có thể là nhiều người không biết các bạn uh, nghĩ nó sẽ rất là cao đây là những dòng phổ thông uh, mà của xua chính hãng uh, đưa về uh, thì bây giờ uh, mình đầu tiên mình sẽ test âm thanh luôn uh, cái micro mình đang làm là đang nói chuyện với mọi người, đây là cái micro của Jawa thường thôi. Mình chỉ để nó stream thôi. Rồi sau đó mình sẽ thử từng cây. Mình sẽ gắn vào. Và mình alo, rồi mình coi mọi người sẽ đánh giá sao về cái chất âm này. Mọi người có thể để phone, vì âm thanh đang lấy trực tiếp từ mixer đi ra. Ha. À, thì đầu tiên á. Thì bao gồm, mình sẽ test trước. Thứ nhất là cây uh, VGA48. À, cây này có mức giá là à, 8 852 ngàn Để tự 800 850 đi đó, 852 ngàn cây Vega này Rồi kế tiếp đó là Visa Visa 58 Thì cây này có mức giá là 1 triệu 2 Đó Đó 1 triệu 287 ngàn Đó ha, Đây là cây Visa Thì gọn uh, cây kế tiếp đó, đó là cây SM58 à, Có giá là 2 triệu 9, 9 đó, Đây là cây SM58 À, chính hãng xua một trăm phần trăm nha các bạn mua hàng tại thiên vũ thì cứ an tâm mua hàng không có bị sai lầm và sai lệch về thông tin cũng như là nguồn gốc mua hàng ở thiên vũ thì các bạn cứ yên tâm về vấn đề chất lượng và chính hãng nguồn gốc hết đó nha à, các bạn có thể check series đây mình có thể quay các bạn có tự check series trên đại xua sure com của nước ngoài luôn vô tư nha các bạn đã bán hàng là đúng hàng không có hè phay hay là hàng mà loại một loại hai đồ hãng là chỉ có một loại chứ không có hai loại một loại hai Uh, đó là sự khác biệt đồ hãng các bạn lưu ý đồ chính hãng là không có loại 1 và loại 2 chỉ có một series duy nhất mà thôi ha ok rồi bây giờ mình sẽ test từ cây đầu tiên uh, cái, cái, cây này mình đã chia sẻ mình chưa ta cái SM58 này là 2 triệu 9 đúng không uh, còn một cây nữa là SM887 uh, thì cái cây SM87 nó thì cái mức giá là 4 triệu mấy đó thì các bạn uh, mình chia sẻ ba test trước ba cây cho mọi người vì cây đó đang hết hàng thì mình không có test cho mọi người được Rồi Mình sẽ khui hộp cái con uh, uh, micro cho mọi người cùng xem à, Đây mình đang khui hộp con VCI uh, uh, 48 à, Còn đây là phiếu uh, uh, bảo hành cũng như là các bạn cũng biết là tiếng ngọc là đơn vị nhập khẩu nhà phân phối xua độc quyền ở thị trường việt nam ha tiếng ngọc các bạn các khách hàng cũng nên biết nhà phân phối tức là người nhập khẩu độc quyền ở việt nam đó tức là nhập chính thống được xua quỹ quyền ở việt nam và coi như là có giấy tờ đầy đủ đồ co đầy đủ nhập khẩu còn hàng sách tay nó lại khác nữa nha mọi người ha hàng sách tay thì nó không được bảo hành hay là nó bị nói chung là không có biết chắc chắn được nhưng mà thiên vũ thì chỉ bán đồ đúng đồ đúng tem thôi bán đúng hàng thôi không có bán mấy hàng đó rẻ hơn không bao nhiêu mà lỡ có vấn đề mệt lắm rồi đây là phụ kiện đó à, phụ kiện đó thì bao gồm à, tiếng nhật hay tiếng đài loan đó mọi người à? để coi mình tìm coi cái này nó mắc in ở đâu đây à, cái này vẫn là mắc in china nha mọi người ha đây mọi người đây là mặt China ha, à, ok nó bao gồm các rất rất là nhiều phiếu của xua, à, à, nó có có kèm cho chúng ta một cái túi đựng cái micro, ô, oh. đây à, cái những cái micro mà cao cấp và chính hãng như nè, nếu bạn mà đã thích tiếng nào mà chúng ta muốn biến đổi nó thành không dây á thì cứ alo Thiên Vũ ha à, để lại số ở có có số điện thoại ở dưới á mọi người cứ coi gọi có một bộ chia chuyển đổi của Mỹ á à, thì cái bộ này các bạn sẽ biến micro có dây thành không dây cao cấp chuẩn wireless giữ nguyên bản chất âm rồi mình sẽ test test cái này cho mọi người coi để mình bỏ này cho gọn cái thằng à, rồi bắt đầu mình test cái này rồi mình sẽ test cái này nè mình sẽ đổi nha mình mình các bạn chờ mình xíu mình đổi ok uh, như vậy á, uh, thì mình đã uh, vừa mở cho các bạn xem cái bề ngoài của nó uh, và cái uh, củ mít của nó nó có tem của tiếng ngọc đàng hoàng uh, uh, thì trên tay mình cầm cảm giác nó rất là chắc chắn và nó, nó nặng nề nó nặng á nó không giống như những cái micro khác nó nhẹ cây này thấy nặng cái khối thép và nước sơn của nó rất là ok nhưng mà cây này thì nó chỉ có tám uh, trăm mấy thôi rất là rẻ nó, 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 phù hợp với người tiêu dùng hơn nhưng mà mình thấy cái tiếng của nó sao nhỉ à, thì uh, khi mà mình rắn với cái cây mít cũ cái cây này có vặn có vẻ là nó ưu tiên ở dãy chung và cái dãy tép cái dãy dãy, cao nó khoảng ở uh, năm nó khoảng sẽ đổi mọi người nó khoảng tầm 8 000 ký đang nhảy cái độ nhảy của đang khoảng 8 000 ký nó cảm giác như đang bán hú rồi hai cây cùng một mức âm lượng nhưng mà gắn cái kia dày hơn còn gắn cái này mỏng hơn độ mỏng nó nhưng mà tiếng nó ra vẫn rất là trong sạch rất ok rồi mình sẽ tiếp tục quay tiếp cái cây kế tiếp là cây năm rồi bỏ cái này đầu quên Ờ, uh, ok, bây giờ tiếp tục. Không? Các bạn thấy không? cái tiếng mình gắn mic này nó nó dày hơn. <laughs> Nói chung á uh, thì uh, bản thân á uh, một phần là do Thiên Vũ cũng đã set up trước cho cái tai mic này rồi, nó nó lại khác. À, nó còn đây chẳng qua mình để test tiếng cho mọi người thêm cái độ trong cho mọi người nghe cái giọng của Thiên Vũ khi mà đang lấy trực tiếp từ cái mixer đi ra coi các bạn tự đánh giá nha. Đó, ok. Nhưng mà còn dựa vào theo cái âm ly mình setup như thế nào nữa Đây là PCR Con này có mức giá 1 triệu 2, 2 Rồi Đây, để con này triệu 2 Thì mình sẽ bắt đầu khui cho mọi người cùng xem Nó cũng có g, nó cũng có túi, nó cũng có phiếu vô hành nó Cũng có đầy đủ Rất là nhiều giấy tờ Ok Rồi. Con này là 58 Rồi các bạn thấy cầm nó trên tay nó cũng rất là chắc chắn như rất là chuyên nghiệp. mọi người có thấy đúng không? Cái thiết kế cái nước sơn các bạn nếu mà nhìn về hình ảnh các bạn thấy cái nước sơn nó cũng rất là ok. À, nói chung là đồ chính hãng thì bởi vì tại sao lý, lý do mà Thiên Vũ hay làm review mà hay quan trọng về cái bề ngoài nữa chứ không phải là đơn giản tại vì những cái sản phẩm chất lượng là họ luôn đầu tư cho mình những cái chi tiết nhỏ không có để sai sót. À, mọi thứ Nói chung là nhìn chắc chắn nước sơn mọi thứ ok. Rồi, à, mình sẽ bắt đầu mở cái đầu mít cho mọi người cùng xem. Cầm. Rồi, à, đây là đầu mít của uh, BCI 58. À, thì cái đầu mít này nó khác với đầu mít kia thì cái thiết kế design nó khác. Uh, và cái đầu hút của nó đó là một cái lực cản giữa này tức là âm thanh này để coi coi biểu tượng ở đây nó không có biểu tượng âm thanh ha nhưng mà nếu cái dòng này cái cái lực hút nó sẽ mình nghĩ là nó sẽ đi thẳng nó dành lực hút nó sẽ đi thẳng chứ nó không có vòm như mình nghĩ nó sẽ đi thẳng và trên đầu vít này nó có chữ xua sure. cái vấn đề là có, có tem hay không nữa đây ở đây nó cũng có một cái tem của tiếng ngọc đàng hoàng chính hạn ha còn cái xua ba cái này thì người ta làm cũng được mà Này in dễ lắm nhưng mà vấn đề là sự tỉ mỉ của nó thôi Làm cũng rất là đơn giản mọi người ạ à. Nó rất là bên trong nè, cái cũ bên trong của nó này. Mọi người thấy Làm thiết kế đơn giản lắm Không có cầu kỳ đâu nhưng mà đặc biệt thải vô đây cái nó cứ ngắt à. à Vậy là xong rồi đó Cầm không luôn lắc vậy thôi mà. Nó hay quá ha không có khớp, không có cần gà gì hết Nhưng mà nó vẫn cứng Ok, à, Mình sẽ gắn lại và mình test âm thanh. Rồi ok, mình sẽ test thử. Mình tháo ra. hai 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 hey, hey. Hey hai 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 này nó sẽ tương đương với cái cây mà nãy Thiên Vũ nói. Nó có mức độ dày uh, alo one two one two. Uh, mình thử test cái độ nồi của nó như thế nào mình đẩy like lên <laughs> đúng cái mức mặc định alo one Chu một hay sáu bảy hai sáng 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 uh, mình có hơi ngạt mũi nên mọi người thông cảm uh, alo một hai sáu bảy sáng 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 S -s -s -s. Uh, con này uh, uh, ok rồi mình sẽ nhận định như con này như thế sau thì giữa con cùng một series đó là DJI Thì cái con DJI 48 và DJI 58 Nó khác nhau là cái DJI 58 có, có, có tiếng là nó sẽ dày hơn ờ, Tức là nó số ký nó thiên về chậm Phải là chậm phải là chậm nha mọi người Tức là nó đang ngã về cái cái hướng tiếng nó dày hơn Còn uh, DJI 48 thì có tiếng vẽ là tiếng Cái tiếng nó, nó, nó mỏng hơn Nó mỏng hơn, nó sáng hơn đó, Nhưng mà tùy theo cái gu của người hát Và người tùy cái dòng người hát các bạn chọn cho mình một cái mic riêng còn xin lỗi mọi người à, còn nói về à, cái à, SM 58 á thì à, mình sẽ thử cho mọi người cùng cùng nhận định được à, như vậy nhưng mà thì đối với micro á các bạn đừng có đặt vấn đề là mic nào hay bản thân theo mình đánh giá là mỗi người có một cái gu và cũng như là nó có mỗi cái gu chọn cho mình một cái mic riêng nên không thể không thể nào tư vấn hoặc là chọn cho mình cái mic riêng đâu riêng riêng với phần mic các bạn cảm thấy là tiếng nó trong nó sạch sẽ nó sống vuốt ok mọi thứ nó ok là được đối với các bạn các bạn ok thì các bạn chọn mua thôi chứ còn đối với bây giờ chứ các bạn nói là mic là hay hơn tại vì chất giọng người ta mỏng người ta ca cây đó vì tiếng người ta dày người ta hát cây mỏng phù hợp còn bạn tiếng mỏng mà hát tiếng mỏng là, là hú banh ban nóc luôn nó 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 lại như vậy nên nên riêng với micro nó là, là vậy còn mỗi nhà sản xuất khi mà mỗi cây micro á giống như loa mỗi hãng khi mà ra một series ví dụ như Spo là cái dòng series khác của CBL nó cùng nó cùng phân khúc với nhau nhưng một hãng thì nó sẽ thiên về phần bass một thằng nó sẽ thiên về phần chép còn một cái thì thiên về chung nó chung là mỗi cái là nó để chọn ra cái hướng đi cho mình nên nó không giống nhau nha mọi người dù mọi người nhiều người, mọi người đang làm là cái cây bô là phần bass của nó là hay hơn gọn hơn nhưng mà không phải có những series lớn của bô là chọn theo kiểu hơi giống GBL về phần bass còn GBL thì khi phân hút lớn hơn nó lại ngược về phần cung bồ nói chung là tùy nhà hãng nó chơi thôi cái này mình chia sẻ cho mọi người biết chút chút rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình uh, khui hộp và uh, mình test cái cây năm SM58 cho mọi người rồi xoay cùng hướng đó đúng rồi rồi cùng hướng đi rồi, rồi ok rồi, thành mở ra thành. Rồi. Cái này tại vì mình tải vì mới mới tháo ra. Đây. Ờ, đây là cây có giá ờ, hai triệu chín. năm SM58 của xua ờ, Thiết kế con này thì nó nặng hơn nó nhỏ hơn nha mọi người. Đây, mình sẽ so sánh. Nó nhỏ hơn nhưng mà nó lại nặng hơn. Mình thử coi. đây các bạn thấy không mà nó nhỏ hơn nhưng mà nó lại nặng hơn nha không phải không phải đùa được nó lại nặng hơn cái lý do nặng thì sau thì bây giờ uh, cầm giúp anh cái mic anh khui cho mở cái đầu mic cho mọi người coi coi đồ hạng nó có cái gì ok đây là cái sm 58 cái đầu mút nó cũng thiết kế khác mọi người và chắc chắn nó cũng sẽ phải có tem của tiến ngọc À, phần khung thép của nó kiểu như làm hộp cơm nhiên nguyên khối á nó không có đục mà nó trắng phiếu nè sắt nó rất là nặng cái giữ nguyên đi anh, anh thì điều chỉnh bấm zoom lại rồi đó, đó mọi người thấy ha đó, phần nhôm sắt của nó nè đây là đầu mút của nó nhưng nó lại không có nó không có cái, cái, chữ xua phía trước nhưng mà không phải là có chữ xua là đầu xua đâu phần đó nó nhái được mà à, phần dưới đây thì nó lại có cái miếng lưới nè bạn Tuấn có thể zoom lại gần cái miếng lưới ở dưới cái này nè thì nó không biết để làm chi đó, đuối okay. mình, nó không mở được, mình mở ra đứt, đứt cái tem mình luôn á Không được Ok Rồi Cái đây là cái đây là cháu kết nối của nó đó. Đó. Còn đây là cái cần Cái tay cần Thằng này thiết kế có vẻ hơi khô nha Nó hơi thô đưa ốc ra ngoài hết rồi Nhưng mà cầm lên rất là chặt tay Cầm lên nặng lắm để gắn âm thanh test âm thanh thử xem sao Rồi ok Hàng mới nó còn bót mọi thứ đều rất là bót SM58 nha mọi người Bây giờ tiếp tục SM58 Cây này là mã SM58 có mức giá 2 triệu 9 Rồi thử Alo, one, two, hey, so, alo, hay xấu, hay xấu, à, hay xấu. À, thì cây này mình có cảm giác là cái độ noi nó rất là ngắn nha mọi người, nó ngắn lắm. alo, một hay, alo, một hay, One, two. chu. À, tới đây là hầu như là nó nó đang dần dần bị mất tiếng rồi. cái db gain của mình đẩy là giống như ba cây trước, à, có vẻ nó nặng hơn, nhưng mà tiếng cảm giác là nó dày dặn hơn và nó alo, hay xấu, bì một, hay alo hey hey alo hey 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 alo hey alo hey rồi cây này nó sẽ âm thanh lên sẵn đố ta yêu em không ngần ta yêu em không ngại ngần à cây này thì uh, để lấy cái lực uh, lực đầu vào thì uh, hầu như chúng ta phải thả thẳng tay uh, hướng mít đi thẳng về miệng thì nó sẽ cái độ lực nó lấy sẽ chuẩn hơn so chúng ta để nghiêng À, thì có một xe có một số dạng mít nó nó có cái góc phụ tốt cái, 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 góc mở rộng nó tốt nó nhận nhận uh, tốt còn ở đây là phải đi thẳng Cái tiếng nó dày hơn nhưng mà khi mình để nghiêng đầu nó cảm giác nó, nó, hẹp đi và nó nó bị mất 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 giải ký nè mọi người ta yêu em không ngại ngần ta yêu em không ngại ngần nó khác nhau á cách để cây mít cũng sẽ khác cho cái tiếng ra đầu vào của mọi người á mọi người cũng lưu ý ha À, đây là giọng và tiếng của XM58 có giá 29 Ok, à, coi như giờ mình đã quay xong và review cho mọi người Coi cận cảnh, chi tiết và test thử âm thanh như thế này là quá chuẩn rồi ha à, Mọi người có thể tùy và chúng ta hãy chọn cho mình Nếu có dịp thì đến thiên Vũ nghe và ca chọn cho mình cái cái, cái mic phù hợp với chất giọng của mình nhất Nếu thấy clip hữu ích và thực tế Thì nhớ đừng quên bấm đăng ký và like và bấm subscribe và nhấn cái chuông Để theo dõi những clip mới nhất của Từ thiên Vũ xin chào và hẹn gặp lại trong bản clip lần sau